Đức Tiến Dũng đã là thí sinh có số điểm cao nhất trong vòng 1 sẽ giành được quyền ưu tiên trong vòng 2 ạ. Và số điểm tiếp theo đó chính là Thúy Loan với số điểm là 78, cô Minh Tiến với số điểm là 71 và cô Nguyễn Thị Cúc với số điểm là 70. Kitty dưỡng chất vàng cho não bộ của bé. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của Hát Mãi Ước Mơ mang tên Chinh Phục. Và ở vòng này thì người chơi có điểm số cao nhất ở vòng trước sẽ có quyền ưu tiên là lựa chọn người sẽ song ca với mình. Và đương nhiên là hai người chơi còn lại sẽ là cặp song ca tiếp theo. Sau đó thì cả hai cặp chúng ta sẽ cùng bấm chọn bài hát song ca từ hệ thống của chương trình. Sau các phần thi, ban giám khảo sẽ chấm điểm cho mỗi người chơi. Và hai người chơi có số điểm thấp hơn sẽ đành phải chia tay với chương trình với giải thưởng là giải 3 trị giá 8 triệu đồng. Chú Tiến Dũng ạ. Chú là người đã đạt số điểm cao nhất ở vòng trước. Vậy thì trong vòng này chú sẽ được quyền lựa chọn người sẽ song ca với mình ạ. Không biết là chú sẽ lựa chọn ai ạ? Tôi sẽ lựa chọn cô đứng ngoài đó. Là chú sẽ lựa chọn Thúy Loan sẽ là người song ca với mình. Dạ vâng, không biết là tại sao chú lại lựa chọn Thúy Loan hả chú? Vì tôi thấy giọng của cô ấy cũng hợp với cái giọng của tôi chú. Dạ con chúc là chú cũng như là chị Thúy Loan sẽ hoàn thành xuất sắc cái phần thi của mình. Vậy là đương nhiên cặp người chơi còn lại sẽ là cô Minh Tiến và cô Cúc. Và bây giờ hai cặp người chơi của chúng ta sẽ cử đại diện ra để lựa chọn bài hát ngẫu nhiên đến từ hệ thống của chương trình. Em mời cặp của chị Loan và chú Dũng trước ạ. Wow. Đó chính là bài hát Mùa Thu Cho Em. Chị không biết là chị có hồi hộp hay lo lắng gì cho phần thi của mình không chị? Chị cũng nghe qua bài này xong lần đầu tiên hót với một song ca với một nôm nên là thấy cũng rất là run. Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải giữ được cái tinh thần tự tin để có thể hoàn thành bài hát xuất sắc nha hai anh chị. Cô Tiến và cô Cúc, con xin mời đại diện một trong hai cô để có thể lên bấm lựa chọn bài hát ngẫu nhiên của mình ạ. Bài hát Anh Ba Hưng ạ. Trời ơi, để phát cho hai bả bài này là hai bả quẩy luôn ha. Trời ơi, đúng không cô, cái bài này vô hệ à. Ngày xưa nó bị chìm lắng, bây giờ nó nổi lên. Đã đến lúc phải nổi rồi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa à. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai phần trình diễn của hai cặp người chơi ngày hôm nay. Sau khi chia cặp song ca, các thí sinh đang gấp rút tập luyện cho phần thi sắp tới của mình. Thí sinh Tiến Dũng và Thúy Loan đã bấm chọn được bài Mùa Thu Cho Em. Bài hát giống như lời tỏ tình dành cho mùa thu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Hy vọng với chất giọng của hai thí sinh sẽ thể hiện thật tốt bài hát này. Thí sinh Minh Tiến và Thu Cúc lại chọn được bài hát Anh Ba Hưng, mang âm hưởng vui tươi, lời ca gần gũi, chắc hẳn sẽ đem đến một sân khấu thú vị. Là mình chưa có tập với nhau bao giờ, chưa có hát chung với nhau bao giờ, nhưng mà cứ như là một cặp song ca chuyên nghiệp vậy đúng không ạ? Trời đất ơi, nghe giống như ở Paris vậy trời. Nghe đúng rồi luôn á. Lãng mạn. Cái bài này anh lại hát rất là phóng khoáng, rất là hay. Là giống như là một cái con thuyền vậy đó, chở cái giọng hát của chị Loan đi qua một cái dòng sông rất là lãng mạn, một cái khung trời làm cho mọi người dưới đây là tê tái tâm hồn luôn. Con cũng cảm ơn phần trình bày của chú Tiến Dũng cũng như là chị Thúy Loan ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cặp người chơi tiếp theo của ngày hôm nay. Trời ơi, nữ hoàng nhạc rock. Đây thưa quý vị, nhóm ca Đuông Dừa. Chúc mừng phần trình bày hết sức là nhiệt tình và sôi nổi của cô Cúc cũng như là cô Minh Tiến ạ. Cô Tiến ơi, hôm nay vui không? Cô còn nhớ lại này cho nên là cô nghĩ đến ngày hôm nay mà cô vui ha. Đúng rồi.
một đêm một ngày là cô bệnh suốt luôn. Nhưng bây giờ cô coi bà anh Ba Hân là hình như cô văng hết ra ho ra ngoài rồi. A Xin hay bị cảm xúc lắm nên tặng riêng mỗi người 2 triệu làm quà. Cảm ơn không nhiều. Dạ. Cảm ơn. Rồi, rồi, mỗi người cầm 2 triệu. Một tấm lòng rất đẹp từ giám khảo Trấn Thành. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại anh Tiến Dũng cũng như là chị Thúy Loan. Và đây là 4 thí sinh của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần vô cùng hồi hộp, đó chính là điểm số dành cho 4 thí sinh từ ban giám khảo. Xin mời bảng điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của giám khảo Trấn Thành dành cho 4 thí sinh. Nói chứ vui vui chứ mình cũng chấm điểm công bằng đúng không? Giám khảo Phạm Quỳnh Anh trước nha. Em xin mời chị. Cảm ơn chị. Và điểm số quyết định. Lúc nào cũng đưa cao khó cho em không à. Mấy cái chút hạ có này có copy pass không? Không có copy pass. Em thì em phân điểm ra tí xíu. Đã đạt được số điểm cao nhất trong vòng này với số điểm là 57. Tiếp theo là chị Thúy Loan với số điểm là 56. Và cô Thị Cúc cũng như là cô Minh Tiến đồng số điểm là 53. Thưa quý vị, vì số điểm của anh Tiến Dũng cũng như là chị Thúy Loan nhỉnh hơn một chút xíu so với cô Tiến và cô Cúc, cho nên là chúng ta đành phải chia tay với lại cô Tiến và cô Cúc ở đây với giải thưởng là giải 3 trị giá 8 triệu đồng. Và con xin thay mặt cho chương trình gửi đến cho hai cô số tiền trị giá là 8 triệu đồng tương ứng với giải 3 của ngày hôm nay ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện tài năng cũng như là tiếng hát của hai người chơi xuất sắc nhất của đêm. Cuối này á, hai người hát đều hay nha. Nhưng mà riêng cái bài Ca Cây Lúa thì làm như là chưa có đúng với lại cái sở trường về quảng giọng của anh. Em nghĩ là anh nên lựa cái bài nào á nó mang âm hưởng du dương gia diết thì anh sẽ hát tốt hơn. Chọn cái bài Hoa Nở Về Đêm là cái bài Thành rất là thích, hợp với cái quảng giọng của chị nữa. Cái thả hồn vô, cảm xúc trôi vô nghe nó đã lỗ tai. Mà cái bài gặp cái bài hay nữa chứ. Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiếng một người đi. Trong cũng đồng quan điểm với anh Trấn Thành một chút. Bởi vì là trong cái giọng của chị nó có những cái nghẹn nghẹn. Nó nghẹn mà nó rất là tự nhiên. Nó không tự mình tạo ra nó, mà nó tự nhiên khi mà mình hát ra nó đã ra như vậy rồi. Nó làm cho cái câu hát nó sâu hơn rất là nhiều. Đó, cho nên là về phần cảm xúc thì em thiên về chị Loan nhiều hơn. Cho dù ngày hôm nay là ai giành chiến thắng em nghĩ cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là những kỷ niệm chúng ta có với nhau. Và anh Tiến Dũng sẽ tí xíu coi như là nhường phụ nữ đi nhở. Để coi như ngày hôm nay chúng ta có kỷ niệm đẹp với nhau. Được rồi, quan trọng nhất là như vậy thôi ạ. Dạ vâng, đó là những chia sẻ của ba vị ban giám khảo dành cho hai anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất của ngày hôm nay. Đó chính là phần cho điểm của ban giám khảo. Xin mời hệ thống. Đầu tiên, đó chính là điểm số từ giám khảo Trấn Thành. Dù cao hơn hay không nhưng cao hơn, xin Loan hay cứ hay vui lên. Và số điểm của chị Võ Hà Trâm. Dù vui lên cứ có mỉm cười. Cứ có mỉm cười mà cũng y như vậy.